có cái kết quả xét nghiệm thì các bạn thấy rằng là dựa vào cận lâm sàng và lâm sàng, các bạn có thể chẩn đoán được là bệnh nhân tự đặt gì và biện luận. Thứ nhất, các bạn thấy cái lâm sàng của bệnh nhân nè có dấu hiệu buồn nôn, run toàn thân và than đau tức ngực vùng hạ sườn phải, thì các bạn thấy rằng ở trong một cái ngộ độc thuộc cái nhóm paracetamol đó bạn, thì cái triệu chứng như thầy mô tả ha, vì nó gây tổn thương cái tế bào gan. Nếu như các bạn để quá 36 tiếng thì cái tổn thương này có khả năng nó không hồi phục nữa. Thứ nhất, cái thứ hai mà những cái tổn thương đó nó sẽ gây tình trạng gì? Thứ nhất gan to này, thứ hai là đau tức vùng hạ sườn nè, đúng nào. Nhưng mà trong cái giai đoạn này bệnh nhân mới chỉ uống trong vòng 10 tới 12 tiếng thôi, cho nên chính vì vậy các bạn thấy cái siêu âm gần như chúng ta không thấy bình thường. Nhiều trường hợp các bạn thấy người ta sẽ có hiện tượng là gan to hoặc là gan teo, ví dụ như thế. Chức năng gan AST, ALT tăng nhẹ. Bình thường các bạn thấy AST, ALT khoảng từ 0 cho tới 40 UI đúng không? Thì nó tăng ở cái mức khoảng là 20 UI thôi. Ví dụ giống như một đêm đó các bạn uống rượu này, hoặc là đêm đó các bạn uống thuốc tây nhiều vân vân, thì cái mức ngưỡng nó hơi tăng như vậy thôi, chứ nó chưa gọi đến mức tăng trên 100 UI đâu, đúng không các bạn? GGT cũng là chức năng men gan tăng. Thường cái men gan này tăng các bạn nguyên nhân là do các bạn uống rượu nè, do thuốc nè, các bạn nhớ không? Thường nguyên nhân do rượu và do thuốc. Còn cái ví dụ các bạn thấy bệnh nhân bị viêm gan siêu vi đúng không, hoặc là bệnh nhân xơ gan, thì cái AST ALT tăng, nhiều khi cái GGT nó bình thường. Rồi bilirubin tổng toàn phần trực tiếp gián tiếp tăng. Bilirubin các bạn thấy không, gan là nơi chúng ta chuyển hóa bilirubin đúng không nào, tăng. Rồi bun creatinine chức năng lọc của thận, xin lỗi, chức năng thận tăng nè, mức độ lọc cầu thận là bình thường, cho nên chúng ta chưa có nhận định rằng một bệnh nhân có tình trạng suy thận đâu. Rồi thì các bạn thấy rằng là trong những cái triệu chứng đó thì các bạn thấy là một bệnh nhân bị ngộ độc là paracetamol đúng không, bữa trước thì giảng rồi. Sau khi xác định được rõ nguồn gốc thì các bạn sẽ can thiệp cho bệnh nhân trên như thế nào, tức là nãy giờ các bạn đã xử lý cấp cứu bệnh nhân rồi, cái lúc mà thầy nói các bạn bơm than hoạt á, xong rồi các bạn có chứa thêm một cái sorbitol đó, thì lúc này các bạn không được rút ống sông dạ dày đúng không, mà chúng ta gặp ống sông dạ dày lại là, thì các bạn sau khi mà chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân ngộ độc para, giờ các bạn làm sao? Thì chúng ta sẽ thực hiện y lệnh giải độc bệnh nhân bằng cái gì các bạn? NAC hay còn gọi là acetylcysteine. Mà bệnh nhân đây bao nhiêu ký đây? 55 kg. Liều dùng của bạn trong 4 giờ đầu tiên mà khi bạn cấp cứu bệnh nhân là bao nhiêu? Bao nhiêu miligam trên kg cân nặng nào? 70. 70 nhân vô được bao nhiêu? Trong đó một cái gói ACT của bạn nó sẽ là 200 mg. Vậy bạn sẽ pha bao nhiêu gói này? Hiểu không nào? Và chúng ta tiến hành bơm bơm nhanh trực tiếp vào bên trong dạ dày cho bệnh nhân. Các bạn tính lên cho thầy. Thì lúc này các bạn sẽ ra được được cái khối lượng mà chúng ta cần cần dùng cho bệnh nhân là bao nhiêu gói. Nếu như bệnh nhân đến muộn biến chứng, nếu như bệnh nhân đến muộn biến chứng có thể xảy ra là gì? Cái biến chứng mà nặng nhất mà khi bệnh nhân ngộ độc paracetamol chính là cái gì bạn? Cái hôn mê gan đúng không nào? Hay người ta gọi đó là tình trạng suy gan cấp, tổn thương hoại tử tế bào gan. Giải thích cơ chế đó ở trong sách các bạn có chưa? Ở trong bài giảng có chưa? Khi mà para nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì một cái men enzyme B450 nó sẽ chuyển hóa cái para này ở gan đúng không, thành một cái chất để mục đích để cho cơ thể chúng ta, ví dụ các bạn thấy rằng là tất cả những chất độc hoặc là thuốc á, khi đi vào cơ thể chúng ta thì gan nó chuyển hóa cho một cái dạng thành dạng không độc, nhưng mà riêng cái para này thì gan lại chuyển hóa thành một cái dạng độc gọi là NAC. Lượng này thì nhanh chóng sẽ được đưa đào thải ra ngoài thận nhờ vào một cái enzyme đó là glucosinolate, được chưa? Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc này thì các bạn thấy rằng cái lượng glucosinolate nó có đủ để nó trung hòa cũng như là đủ để chuyển toàn bộ cái NAC thành dạng không độc không? Không đủ. Cho nên lúc này các bạn phải dùng một cái dạng thuốc đó là NAC đó các bạn ha, hay còn gọi là acetylcysteine đó. Cái này là một cái dạng tiền chất của cái men gan đó là glucosinolate, để lúc này nó sẽ chuyển cho bệnh nhân từ cái dạng gì các bạn? Từ cái dạng NAC sang cái dạng không độc. Thì các bạn thấy rằng trong những trường hợp mà bệnh nhân ngộ độc para và có thể kéo dài 3 đến 5 ngày, chúng ta vẫn đặt xong dạ dày để chúng ta bơm thuốc. Đặc trưng của xong dạ dày bệnh nhân ngộ độc para là như thế. Còn đối với những trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu hoặc là thuốc diệt cỏ mà bệnh nhân vô bạn 3 ngày rồi, các bạn còn xúc dạ dày cho bệnh nhân không? Không đúng không? Được chưa? Còn bơm than hoạt cho bệnh nhân không? Không luôn đúng không? Mà lúc này chất độc vào máu rồi thì chúng ta dùng phương pháp gì? Còn riêng đối với para đặc trưng của nó là như thế. Rồi các bạn học bài hôm nay chăm sóc bệnh nhân hôn mê và thở máy nha.